Tin vui cả nhà ơi, nam em bất ngờ tiết lộ cô muốn làm vợ Bạch Công Khanh. Trong một bài phỏng vấn trả lời về chuyện tình cảm với Bạch Công Khanh, nam em nói: "Nếu sau này có lấy chồng, em muốn người đó là Bạch Công Khanh." Cô còn tiết lộ rằng Bạch Công Khanh cũng biết câu nói đó của nam em. Bạch Công Khanh cứ tưởng mình xỉn, nhưng nam em thật sự, cô nói rằng nếu sau này kiếm một người chồng, cô rất muốn người đó sẽ là Bạch Công Khanh. Vui quá, thuyền nêm chả ơi, nam em đã thổ lộ lòng mình. Có rất nhiều bình luận để lại của cư dân mạng, mong bé nêm hạnh phúc, mãi yêu thương và ủng hộ bé. Chủ tịch của Facebook nêm chả, chúng ta mãi đỉnh yêu bà chủ tịch. Nam em đẹp hát hay, luôn yêu thương đồng bào, em xứng đáng được hạnh phúc. Cô gái xinh đẹp tài giỏi giống các nữ chính trong phim, thích thì nói vậy thôi chứ muốn có được cô ấy là cả một quá trình. Từ xỉu nha, thích hay đứa đẹp đôi ghê, không lấy nhau thì hơi phí. Bạch Công Khanh nam em đẹp đôi lắm, mong em sẽ hạnh phúc. Cặp đôi đẹp đôi quá trời, luôn ủng hộ và yêu mến hai em. Yêu ai thương ai cũng được, miễn em luôn hạnh phúc. Cô ấy thành thật với cảm xúc của mình, đáng trân trọng. Một khán giả lại viết: "Nếu bạn không thích cô gái này thì hãy lướt qua, xin đừng comment những lời nói tiêu cực. Cô gái này không làm hại ai, không tranh giành với ai, bé luôn cố gắng sống tốt, lương thiện. Hãy nhẹ nhàng với cô bé vì em xứng đáng được như vậy. Chị luôn ở đây và nhà cỏ luôn bên em nha. Nam em cố lên." Khi yêu ai cũng có quyền được nói họ là của nhau thì họ công khai là chuyện bình thường mà. Cô gái của em yêu ai cũng được nhưng phải thật hạnh phúc nhé. Hai bạn thật đẹp và xứng đôi. Mong em ấy tìm được tình yêu đích thực. Thôi rồi, tim tôi loạn nhịp rồi. Ai cứu tôi, cứu tôi. Nam em và Bạch Công Khanh thật đẹp đôi, thích sự can đảm và thành thật của nam em. Cặp đôi tôi yêu thích, chân thành nhất. Bé nem mạnh mẽ của tôi, chị giỏi lắm. Hai bạn đến với nhau là đẹp đôi lắm nha. Yêu nem chả. Rất rất nhiều bình luận của các fan, các cặp rất hạnh phúc khi nghe nam em thổ lộ điều này. Mãi yêu thương nam em thương ai, cô thương người đó và tôn trọng sự lựa chọn của em. Các bạn ơi, các bạn nghĩ sao về chuyện tình nem chả này? Hãy để lại ý kiến cá nhân ở một bình luận nhé. Và đừng quên ủng hộ nam em trong các hoạt động sắp tới của cô ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.